Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc lung lay, Việt Nam đứng trước cơ hội cuối cùng. Trên một góc độ nào đó, đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ Trung Quốc không phải chỉ hoàn toàn mang lại những bất lợi cho Việt Nam. Ông Biji Kukhari, kinh tế trưởng quỹ đầu tư Vinacapital, nhận định dịch bệnh đã khiến cho các tập đoàn đa quốc gia nhìn nhận lại sự việc xây dựng chuỗi cung ứng tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong khi đó, các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả của Việt Nam đã ghi điểm rất lớn trong mắt các tập đoàn đa quốc gia. Trên cơ sở này, họ nhìn nhận Việt Nam sẽ là nơi thoát chung, là điểm đến đầu tư hấp dẫn và không dễ gặp rủi ro vì dịch bệnh. Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh trong một bài viết được Lao Động đăng tải vào hôm 10 tháng 5 đã nhận định như sau. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã tạo ra thời cơ hiếm có cho Việt Nam, có thể biến nước ta trở thành một điểm sáng trong bản đồ chuỗi cung ứng trên thế giới. Cơ hội nếu không tận dụng sẽ làm chậm bước tiến của chúng ta trên hành trình đi tới sự thịnh vượng. Đây là hình ảnh lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống viêm phổi Vũ Hán do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức vào ngày 17 tháng 3 năm 2020. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán là giọt nước tràn ly để phương Tây quyết định giảm hoặc thậm chí dứt bỏ sự phụ thuộc đến mức lệ thuộc vào thị trường hàng hóa Trung Quốc. Ngoài ra, có hai lý do nữa khiến nhiều tập đoàn đa quốc gia theo đuổi quyết tâm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc là chi phí sản xuất ở đây đang có xu hướng gia tăng so với những nước khác. Hơn nữa, làm ăn ở đây dễ gặp rủi ro về ăn cắp công nghệ, quyền bảo hộ tác giả không được đảm bảo. Và dẫn đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc là Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách đưa chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc kể từ khi cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh bắt đầu từ giữa năm 2018, nhưng quyết liệt đẩy mạnh việc này sau cú sốc do đại dịch viêm phổi Vũ Hán bắt nguồn từ Trung Quốc. Và gần đây, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nói rằng vụ virus corona là một lời cảnh tỉnh đau đớn rằng Mỹ đã quá phụ thuộc vào các quốc gia như Trung Quốc về các thiết bị y tế quan trọng. Các nhà lập pháp Mỹ cũng đưa ra các đề xuất để thúc đẩy các công ty Mỹ chuyển hoạt động hoặc chuyển nhà cung cấp chính ra khỏi Trung Quốc, trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang làm việc với các cơ quan khác và chính phủ nước ngoài để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Vào hôm 29 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cho biết Mỹ đang lên kế hoạch thành lập mạng lưới kinh tế thịnh vượng bằng cuộc đối thoại với nhóm Bộ Tứ Kim Cương, bao gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ và mời thêm 3 quốc gia khác, đó là Việt Nam, Hàn Quốc, New Zealand, để thúc đẩy kinh tế toàn cầu và tìm cách tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm ngăn chặn điều tương tự, tức là sự gián đoạn do đại dịch viêm phổi Vũ Hán xảy ra lần nữa. Trước diễn biến này, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan của Việt Nam đã nhận định như sau. Chính quyền Mỹ và cả các doanh nghiệp nước ngoài đang muốn cấu trúc lại chuỗi giá trị để giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Đây là thời cơ vàng để Việt Nam có chân trong chuỗi giá trị mới toàn cầu. Đây là hình ảnh lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam diễn ra vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Bà Phạm Chi Lan phân tích thêm như sau. Việc Mỹ nghĩ tới mạng lưới kinh tế thịnh vượng trong đó có Việt Nam là hợp lý, bởi quy mô kinh tế của Việt Nam đang tăng lên đáng kể. Việt Nam cũng không bị phụ thuộc quá mức và chi phối bởi bất kỳ nền kinh tế nào và đang tham gia nhiều Hiệp định Thương mại Tự do FTA thế hệ mới trong và ngoài khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Việt Nam có cùng lợi ích với các nền kinh tế phát triển lớn. Mỹ và các nước đó cũng coi Việt Nam là đối tác nhiều triển vọng. Còn lợi ích mà Việt Nam sẽ đạt được từ mạng lưới kinh tế thịnh vượng này, bà Phạm Chi Lan nói tiếp như sau. Có mặt trong mạng lưới ấy, trước hết chúng ta sẽ có cơ hội tăng cường mối quan hệ với Mỹ mà không cần chờ một FTA song phương, vốn tốn rất nhiều thời gian, công sức. Tôi nghĩ rằng sẽ có làn sóng đầu tư nước ngoài trực tiếp, tức là FDI, từ Mỹ và Việt Nam. Chính quyền Mỹ và cả các doanh nghiệp nước này đang muốn động tái cấu trúc lại chuỗi giá trị để giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Không chỉ Mỹ, rất nhiều nước đã thấy đau vì tình cảnh ấy, đặc biệt qua đợt dịch vừa qua. Bởi thế, vốn đầu tư có thể sẽ đổ từ nhiều khu vực khác như Nhật Bản, châu Âu. Chúng ta có thể khai thác các quan hệ đa phương tốt hơn. Đây là cơ hội vàng cho Việt Nam. Và Việt Nam đã từng nhiều lần bỏ lỡ cơ hội để chen chân vào vị thế tốt hơn trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Lần này chúng ta nhất quyết không để điều đó lặp lại. Bởi một khi chuỗi hình thành, các đối tác đã được lấp đầy sẽ không còn chỗ trống cho Việt Nam. Đánh giá về cơ hội này, Ngân hàng Thế giới World Bank trong báo cáo
cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam vào tháng 5 năm 2020, cho rằng Việt Nam là một điểm đến đầy hứa hẹn cho làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp một phần của trang đầu trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam vào tháng 5 năm 2020 của Ngân hàng Thế giới Quốc Bằng. Nhận định của Ngân hàng Thế giới dựa trên việc Việt Nam đã làm những điều khác biệt, thành công trong cuộc chiến chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán và duy trì được những thành tích trên phương diện kinh tế đối ngoại, giữ tương đối vững kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài khá cao. Bà Phạm Chi Lan cũng thừa nhận và nhận định cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán chứng tỏ Việt Nam đặt cái gì là ưu tiên số 1 và tập trung hết sức vào thì sẽ làm được. Việt Nam kém nhiều nước về trình độ, kinh tế, trang thiết bị y tế, nhưng chúng ta chống viêm phổi Vũ Hán được vì chính phủ đã chọn đúng ưu tiên và tập trung thực hiện, biết dựa vào các chuyên gia, các bộ ngành tham gia phối hợp tốt, từ đó tạo niềm tin và được người dân ủng hộ. Nếu về kinh tế, Việt Nam cũng vận hành được như vậy thì không có gì Việt Nam không làm được. Biểu hiện cho làn sóng này, vừa qua hãng tin Nikkei của Nhật Bản dẫn các nguồn từ Apple cho hay trong quý 2 năm 2020, gã khổng lồ công nghệ Apple đã có kế hoạch sản xuất 3-4 triệu chiếc tai nghe không dây iPod tại Việt Nam. Con số này chiếm đến 30% tổng sản lượng iPod của hãng. Apple cũng đang dần dần hình thành chuỗi cung ứng các nhà sản xuất chuyên về lĩnh vực âm thanh tại Việt Nam. Đây là dấu hiệu cho thấy hãng này đang dịch chuyển việc sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra. Và so với nhiều nước, Việt Nam có khá nhiều lợi thế để thu hút các nhà đầu tư. Đây là hình ảnh Samsung là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu đánh giá Việt Nam đang có những lợi thế về chi phí sản xuất thấp, nhân công rẻ. Hơn nữa, vị trí Việt Nam rất thuận tiện trong giao thương hàng hóa quốc tế. Cơ hội phát triển logistics rất lớn. Tiến sĩ Hào Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở Singapore thì nói rằng lợi thế duy nhất của Việt Nam hiện nay là tỷ lệ dân cư dưới 25 tuổi khá cao. Tiến sĩ Phùng Đức Tùng thì cho rằng Việt Nam và Ấn Độ là hai lựa chọn tối ưu do tuyến vận tải đi lại thuận tiện, dễ dàng, có đường biển dài và quan trọng là gần với Trung Quốc. Thứ hai, Việt Nam chứng minh được cho các tập đoàn thấy mình có khả năng sản xuất các mặt hàng công nghệ cao. Việt Nam phải nhìn thấy đây là cơ hội lớn để tham gia mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng với thế giới do lợi thế 64% dân số trong độ tuổi lao động. Chi phí lao động lại thấp hơn Trung Quốc. Một điểm mạnh nữa mà Mỹ và các quốc gia phương Tây nhìn nhận trong trận đại dịch này là tính ổn định chính trị, niềm tin của người dân vào chính phủ trong phòng chống viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, khi so sánh với Trung Quốc, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng Việt Nam còn yếu thế về một số mặt để các nhà đầu tư quyết định chuyển sang Việt Nam. Đây là hình ảnh lắp đặt điện tử tại một công ty ở Việt Nam. Ông phân tích thêm như sau. Về mặt kết cấu hạ tầng như là tốc độ giao thông và các dịch vụ ở cảng của Trung Quốc đã có những bước tiến rất mạnh và tốt hơn so với Việt Nam. Nguồn nhân lực của Việt Nam thì dồi dào nhưng chất lượng đào tạo và tay nghề còn phải được bổ sung thêm. Ông đánh giá đây sẽ là một cuộc cạnh tranh và Việt Nam sẽ phải làm hết sức để thu hút các tập đoàn vì họ sẽ chuyển sang Malaysia, Thái Lan hoặc Ấn Độ. Tiến sĩ Hoàng Hợp thì nhận định trên trang Facebook cá nhân rằng Việt Nam có nhiều khó khăn khác như giá thuê lao động không thấp, trình độ tay nghề của công nhân rất thấp, các kỹ sư, các nhà quản lý từ cấp thấp trở lên đều yếu kém. Cho nên ông không nghĩ rằng nếu có doanh nghiệp nước ngoài rời bỏ Trung Quốc, họ sẽ chuyển vào Việt Nam. Cùng chung đánh giá về việc thiếu nguồn lao động có kỹ năng cao, nhà phân tích Yates của Fitch Relation cho rằng giải quyết được các nút thắt cổ chai về lao động và hậu cần sẽ là chìa khóa để đẩy mạnh đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Và để không bỏ lỡ thời cơ hiếm có đó, theo bà Phạm Chi Lan, trước hết vẫn cần phải cải cách thể chế. Thể chế không chỉ là xây dựng luật, quy định mà còn tổ chức kỷ cương thực hiện phù hợp với những đòi hỏi mới của cuộc sống. Cần phải làm thật rõ vai trò của nhà nước, các bộ ngành, địa phương để thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Modi trong sự kiện trước 50.000 người Mỹ gốc Ấn Độ ở Houston vào tháng 9 năm 2019. Hai vấn đề lớn nhất cần phải chuẩn bị là nhân lực và hệ thống quản trị. Nhân lực dứt khoát phải thay đổi để có lực lượng lao động đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, công nghệ mới. Còn quản trị là chọn đúng mục tiêu, xây dựng kế hoạch rõ ràng và tổ chức thực hiện tốt. Lâu nay chúng ta thường có quá nhiều ưu tiên, lại thiếu kế hoạch và không tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn.
Bây giờ khi chọn lựa mục tiêu cần phải quan tâm tới những lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và hợp tác với các đối tác tiên tiến. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu cũng cho rằng Việt Nam cần triển khai đồng loạt các giải pháp như đơn giản hóa thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian thẩm định và cấp giấy phép, giúp các nhà đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, các cơ quan chức năng cần tiếp cận ngay để đàm phán cụ thể với các công ty đa quốc gia đang có ý định dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, không thụ động chờ họ tìm đến mình. Những ngày qua, nhiều nước đã nhanh chân tung ra các chương trình ưu đãi đặc biệt để thu hút các tập đoàn tháo chạy khỏi Trung Quốc. Đơn cử là tại Ấn Độ đã công bố hàng loạt chính sách ưu đãi về thuế, hạ tầng để lôi kéo trên 1.000 công ty nước ngoài, đa số là Mỹ, đang có chuỗi cung ứng ở Trung Quốc. Các công ty này nằm trong các lĩnh vực điện tử, điện thoại di động, thiết bị y tế và dệt may. Thái Lan cũng đưa ra hàng loạt chính sách thu hút đầu tư mới về thuế, sửa đổi luật kinh doanh nhằm nới lỏng quy định với đầu tư nước ngoài, không đứng ngoài cuộc. Malaysia cũng đã đưa ra nhiều chương trình nhằm hỗ trợ thuế, tài chính cho các công ty nước ngoài đến đầu tư tại nước này. Như vậy, có rất nhiều nước tham gia cuộc đua đón dòng vốn từ các công ty muốn chuyển khỏi Trung Quốc. Trong cuộc đua này, nếu Việt Nam chậm chân sẽ vụt mất cơ hội vàng. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã lạc quan phát biểu như sau. Tôi có niềm tin, trước đây chúng ta chưa có sức, chưa biết làm, cũng chưa có các đối tác mạnh mẽ sẵn sàng hợp tác thực sự với chúng ta. Nay đang và sẽ có nhiều thay đổi, có cơ hội mới. Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ có doanh nghiệp Việt Nam chủ một vài chuỗi giá trị. Sau khi lớn lên từ công xưởng, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiến tới làm chủ công nghệ, sáng tạo ra sản phẩm mới, tạo dựng được tên tuổi, xây được nền móng cho đế chế kinh doanh bền vững của chính mình. Hàn Quốc làm được điều đó, thì chúng ta cũng có thể thấy nếu đúng tinh thần Việt Nam đặt cái gì ưu tiên số 1 thì sẽ tập trung hết sức để làm bằng được. Tuy nhiên, nhìn tầm quan, để hàm lượng giá trị gia tăng lớn hơn cho các sản phẩm của Việt Nam, thì sự phát triển sáng tạo, tự do nghiên cứu, tự do học thuật là hết sức cần thiết. Và liệu Đảng Cộng sản có chịu vứt bỏ con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội đầy đau khổ, cổ hủ và lạc hậu để gia nhập thế giới văn minh, dân chủ và thiết lập một nhà nước pháp quyền hay không là một câu hỏi. Và điều này cần sự dũng cảm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và toàn bộ Trung ương Đảng ở Ba Đình. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2020 với bản tin Cơ hội cuối để Việt Nam chiếm vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de